10 tháng đầu năm, số thu thuế từ sổ số kiến thiết tại thành phố Hồ Chí Minh lên đến 4.370 tỷ đồng, vượt dự toán và tăng đến 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh thu hơn 14,5 tỷ đồng tiền thuế từ phát hành vé số. Sổ số kiến thiết cũng là một trong những nguồn thu hiếm hoi vẫn tăng trong bối cảnh nhiều nguồn thu sụt giảm vì tình hình kinh tế khó khăn. Theo số liệu của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tính riêng tháng 10, số thu từ sổ số kiến thiết tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 839 tỷ đồng, bằng 110,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm, thu thuế từ sổ số kiến thiết thu được 4.370 tỷ, đạt 109,3% dự toán. Không chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh, nguồn thu từ sổ số kiến thiết tăng ở nhiều địa phương và phần nào bù đắp cho những khoản thu khác bị sụt giảm trong bối cảnh hiện nay.